mọi người để view giúp em vào. Cảm ơn anh Trung nhá. Sơ tuyệt vời. Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi có một cây Specna Arms để review cho anh em. Specna Arms thì mình cũng về vài cây rồi, nhưng hôm nay mới có thời gian để mình review. Và cái cây này nó có rất nhiều cái để muốn chia sẻ với anh em, nhất là những em nào mà thích độ đẽo ấy. Đấy. Thì Specna Arms bản EDGE 2.0. Đây. Có logo của Aster Gate. Đấy. Cái này rất hay nhá. Để tí nữa, nhưng mà riêng cái gate này chắc là mình sẽ sắp xếp một thời gian để mình nói về nó, tại vì nó có rất nhiều cái hay để chia sẻ với anh em. Đầu tiên cứ review súng trước. Đây, hộp nó vậy thôi. Đóng gói cũng cẩn thận. Đào hoàng. Nhiều cái này, hộp này. Nó cũng hay. Nó cũng nói qua luôn về cái súng này. Ví dụ như hốp áp này, thể hiện hốp áp dọc này. Rồi là có 2 băng đạn này. Có bộ gate này. Đấy, motor của Specna Arms này. Cò. Chiếc cò đã design lại nhìn cũng khá là hay. Nếu mà những anh em nào mà thích độ đẽo bọc vẽo ấy, bọc vạch ấy, thì những cây Specna Arms là cái cực kỳ hay luôn. Các bạn mua về gần như bạn không phải mua thêm những cái thứ khác để mà độ đẽo vào nữa. Đấy. Rồi hộp thì tất nhiên là có sách hướng dẫn sử dụng. Cái này là một cái đề can để dán. À. Anh em dán đầu thì dán một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng, cái này anh em nên đọc này. Một cái an toàn để chứng nhận. Và đặc biệt cái này anh em phải giữ này, nhìn lấy nhá. Đây là cái bảng hướng dẫn cách mốt của cái Aster Gate này. Đó, rất hay. Một cái lò xo M90 thì là giảm FPS xuống. Tại vì mình nghĩ lò xo tết thì lò xo zin của con này nó phải nắp là M120. Tầm đấy. Rất hay đúng không? Một cái rác đổi giữa sắc chữ T và Tamiya. Một cái tay grip cầm. Tay grip. Hay nhá. Cái này nặng phết. Hàng xịn khác chắc chắn. Ở đây 2 băng đạn chúng ta đây. Một. Xem 2 băng đạn nó là băng đạn. 2 băng đạn gì? À, 2 băng đạn PMAG luôn. 2 băng đạn này thì chứa được rơi tầm 120 viên một băng đạn. Chất liệu ngon. Xịn lắm. Ngon. Cái quan trọng là chất nhựa của nó đấy. Cầm nó dai dai, xịn. Sơn hơi nhâm nhám. Chỗ này có thêm những họa tiết. Nhìn cũng hay. Có logo Specna Arms. Cho lấy một cái là thôi. Vậy thôi. Cái này chúng ta sẽ bỏ ra. Và đây này em nó. Cái súng của chúng ta. Đây grip thì nắp vào đây. Nắp kiểu này. Chiều nào cũng được, miễn sao anh em thích. Súng của anh em là rát mà lốc. Nhìn ghi là rát mà lốc thật, nhưng mà nhìn cái thiết kế thì cũng không hẳn còn phong cách của mà lốc nữa. Rồi, và đây là cây súng của chúng ta. Cây này là Specna Arms M4 Custom, mã của nó SA-E15. Đấy. Với cái rát mà lốc này là dài tới 12 inch. Nhìn khá là hay đúng không? Dài, khá là dài luôn đây. Mình phải để này mới đi hết được cái súng. Nắp băng đạn nữa cho đẹp nào. Ui giời, băng đạn chắc phết nhé này. Băng đạn độ dơ nó hơi thấp. Con này thì giá của nó thì cũng khá là thơm. Hợp lý. Và những cái nó mang lại cũng ổn. Rồi. Nhà sản xuất công bố con này thì mình sẽ nói qua kích thước của nó một chút. Nó là kích thước thì bây giờ là 800 mm, kéo hết dài 885. Trọng lượng là 2,6 kg. FPS thì 400. Băng đạn 120 FPS. Con này mà có 2,6 kg thì hơi bịt từ phát nào. cân lại cho chuẩn này. Này mình nghĩ là mình 26 kg thật này. Ồ, 26 kg. Nhìn trông rất là hợp mối nhá, nhìn cái rát này nó to này. À nhưng mà nó cắt xẻ, nhìn cắt xẻ nhiều quá. À, nhìn này. Cắt xẻ kiểu xương cá. Nên nhìn nó to, cầm nó to nhưng mà thực ra nó lại nhẹ. Rồi, ok. Có những cái cải tiến bên trong nữa thì mình nói luôn, đó là bánh răng thì là bánh răng 18.1 này, gần như là bánh răng độ rồi, không phải độ nữa. Có chế độ thay lò xo nhanh, đây thay lò xo nhanh ở đây luôn. Đấy. Tí mình sẽ chỉ qua cho anh em biết. Noise thì là noise EC, khá là ngon, và đặc biệt là hút áp thì cũng là hệ hút áp mà hút áp dọc đây, hút áp dọc cải tiến. Gearbox thì là của Specna Arms, có mã số và có cả tem luôn. Đấy, ông nào mà tháo ra là coi như là mất tem. Đây nha. Cái hốc áp này thì nó giống như của EC thôi, thì mình thấy cũng ổn. Cái quan trọng là cái bộ cái bộ bánh răng và cái bộ ghét ở trong thì là ngon. Và cái motor cũng là của Specna Arms làm luôn, khá là ngon. Nói chung là đồ độ thì anh em ổn rồi, không phải gì phải suy nghĩ về mua thêm những đồ độ các thứ linh tinh. Có thể là cái hộp áp này anh em muốn xịn hơn thì mua cái hộp áp CNC thế thôi, chứ còn mình nghĩ là bộ kia thì đừng nên xả mó và làm gì. Đấy, bây giờ sẽ nói qua đến cái hình dáng của nó. Hình dáng thì đây là một cây M4 custom thì nó khá là lạ đấy, đấy. Đầu tiên cái flat hider sao nó nhẹ nhỉ, cảm giác như nó bằng nhôm, khá bằng nhôm. Rồi cái rát này thì 12 inch, nhưng mà về cái cầm ấy thì cảm giác nó to, nhưng mà thực sự ra nó cắt xẻ rất nhiều. Đấy, thế nên là cầm thế nên nó cũng nhẹ. Bên trong cái outer nước sơn cũng ổn. Đấy, logo của Maloc. Và đây là cái body của nó. Body của nó thì nó là bản custom nên nó cũng không theo cái kiểu gì cả, mà nó theo cái gì nó thích là nó làm thôi. Đấy. Chỗ này thì nhìn có một cái ray nữa thì chả để làm gì, chắc chỉ để cầm cho nó tăng độ ma sát thôi. Có logo của Specna Arms, cũng có ghi là 5.56 mm của NATO đây, logo chỗ này đây. Những cái đường cắt xẻ này nó khá là hiện đại, tương lai. Đấy, ngay cả cái chế độ chọn nút thay đạn này nhìn nó cũng đã khác rồi đúng không? Bộ cò đấy, cũng khác luôn, cũng thay bằng đạn ấn hai bên đây. Nó làm to nhé, nó làm khá là to, ấm sướng phết đây. Đấy, body thì bằng hợp kim nhôm rồi, nhìn nó có những đường cắt xẻ nhìn hiện đại tương lai. Chọn chế độ bắn thì ở hai bên đây có tem của Specna Arms đây. Specna Arms cái này cũng vậy. Nhìn chung thì xấu đẹp thì tùy gu thẩm mỹ của anh em thôi, chứ mình thấy thì mình chỉ nhận xét đó là cái gia công sản phẩm thì rất là tốt, ổn. Có nước sơn thì mình nghĩ nó cũng không, bây giờ mình sẽ so sánh với EC thì con này hơn dòng EC, gần như hơn hoàn toàn luôn. Đấy. Thì giá nó cao hơn mà, nhưng mà nếu mà so với những tầm cỡ cao hơn như Krytac thì con này lại cái mức độ gia công sản phẩm thì nó chưa tới, nhưng mà bộ gear ở trong thì mình nghĩ rằng nó sẽ có những cái mà nó hơn cả Krytac luôn. Đấy, rồi đến tiếp là đến cái stock này thì mình cũng chỉ đánh giá là nó hay thôi, hiện đại thôi, chứ còn quay lại vấn đề là xấu đẹp thì mình không bình phẩm được. Nhưng mà nhìn thấy là nó rất nhiều cái chi tiết hiện đại, và đặc biệt cái này rất hay này. Đây, riêng mấy con EC mà kéo stock ra mà cái lò xo làm rất cứng, còn con này thì lò xo rất là vừa, khi muốn kéo ra đến đây này, cầm này kéo này, rút ra dễ, nhẹ lắm. Đấy, rất là nhẹ cái lò xo này. Nếu anh em nào chơi EC mà mở cái stock của con EC 855 855 Keyzone Switch đấy, ôi giời ơi, cái này nó phải cực kỳ đau tay, phải lấy cái tô vít chọc vào đây kéo lên như này. Nói chung là mình mở 100 cây rồi nhưng mà đến khi mà mở cây đấy vẫn là rất là đau tay. Thêm có cái chốt nữa để nắp nắp dây silencer, à quên, nắp dây đeo sling đây nữa đấy. Chế độ thay là con này sử dụng tạ rác rác chữ T, rác chữ T đấy. Thay lò xo nhanh thì đơn giản lắm, các bạn tháo cái này ra đấy, tháo như này rồi chọc cái ấy vào đây, chọc cái tô vít vào đây, vặn nó ra đấy. Nói chung là cứ có thay lò xo nhanh này anh em cảm giác nó vui rồi đấy. Đây không phải ấy luôn các bạn, chỉ cần vặn nó đậy nó có thể ra được luôn, tút cái tô vít và chọc vào vặn ra đấy, là còn thay được luôn cái này. Những cái này có trong cái sách hướng dẫn của hãng rồi, nên anh em thích tìm hiểu thì cứ dở ra là làm thôi. Cái này nó không khó đâu. Cái thay đó so nhanh là nó bật đầu tiên đấy, đầu tiên là bọn SC nó làm cái thay lò xo nhanh này, nó khiến cho anh em có vẻ nhiều cây cao cấp hơn mà không có đấy. Khi thay lò xo nhanh thì việc chúng ta sửa chữa hay là sửa chữa thay thế độ đẽo dễ dàng hơn rất nhiều. Rồi để mình lắp lại cái tút này đã. Mình đã vừa vặn lại cái cổ này để cho cái tút này nó chắc. Đó. Cái rắc Tamiya này thì rắc chữ T này nó sẽ tiếp xúc với pin tốt hơn. Đó. Anh em nào mà mua cây súng mà rắc Tamiya thì mình khuyên là nên mua bộ rắc chữ T này về thay vào thì dùng nó sẽ ok hơn. Đấy, ok hơn. Đấy, stock nhìn khá là hay. Tháo ra nhét pin vào đây. À. Rồi, ok. Semi. Stock này nó vẫn hơi có độ dơ. Này thì mình nghĩ là chêm cái gì đó vào cho nó trơn hơn. Nót rẻ chẳng hạn. Rồi về hình dáng, về kích thước, về trọng lượng thì như vậy. Còn ok, bây giờ mình sẽ bắn test cho anh em xem. PMAG thì chúng ta phải nhồi. Rồi. Các bạn, cái cảm giác của những con đó có bộ Mosfet đấy, ghét đấy, thì cái cò nó rất là nhẹ này. Sướng lắm. Đó là cò hệ, có những con thì là họ cò hệ từ, có nghĩa là nó có hai cái lá nam châm, khi mà mình bóp cò thì hai cái lá nam châm nên nó sẽ kích hoạt chip bên trong để nó đóng điện. Còn có một hệ nữa, có hệ cò quang thì là nó có một cái laser nó chiếu hai bên, khi bóp cò thì đóng mạch, đóng mở mạch điện. Đấy. Ok là 380 fps. Nhà xuất công bố 400 nhưng thị trường này nó sẽ là chỉ là 380 thôi. Mình nghĩ 380 ok. Cái quan trọng là con này cái inner của nó dài, cái nào nó dài thì cái độ chính xác của nó sẽ khá là cao. Quên bắn full auto cho hết đạn. các bạn phải cảm nhận cơ đây. Khi mình nháy cỏ các bạn thấy này, rất nhẹ luôn. Đây, cò chỉ cần nháy này. Và cái độ xử lý nó rất là nhanh. Rồi quay lại này. Về cái bộ Aster Gate này một chút. Bình thường như những cây ví dụ như là cây EC chẳng hạn, cái EC thì đơn giản là cái bộ cò của nó chỉ gọi là đây là cái cò này và đây một cái là hai cái lá đồng, cái bóp cò thì nó chập điện vào đóng mạch và quả pin nó chạy, quả pin nó đóng điện và motor nó chạy, đơn giản vậy thôi. Mà khi mà anh em biết đấy, khi mà chạm nhiều như này, chạm mạch nhiều nó sẽ dẫn tới cháy cò, gọi là cháy hai cái lá đồng ấy. Còn ví dụ như những cái bộ Gate, bộ Mosfet thì nó sẽ không còn sử dụng cái khi mà đóng hai cái lá đồng vào thì lúc đấy tín hiệu được đưa lên bộ Gate, nó sẽ đưa ra một tín hiệu và có cái chip ở trong, nó sẽ lệnh đóng điện. Có nghĩa là bây giờ việc mình đóng điện này của hai cái lá đồng này hoặc là hai cái cực quang nó không có nhiều vai trò, nó không bị đánh tia lưỡi điện, tôm na là vậy. Cái này mình hiểu nhưng mình cũng không khó trình bày cho anh em. Có những loại thì nó sử dụng bằng từ, có những loại sử dụng bằng quang, thì cái việc mà bóp cò ấy nó sẽ như tại sao nó nháy nhẹ như vậy đấy, nháy nhẹ như vậy bởi vì là bây giờ nó không cần phải hành trình từ đây đến đây mà đơn giản là cái điểm nó gần nhau và khi bóp rất nhẹ, bóp cò cự ly rất gần nó cũng đã đóng được mạch điện rồi đấy. Và đặc biệt là có Mosfet này sẽ chế được rất nhiều thứ như thế này này, cái bộ này nhá. Cái này thì phải cài phần mềm, mà phải cài từ điện thoại, không cài ở trong đây thì sau đó chúng ta sẽ mốt được những cái chức năng này. Con này chưa cài nhé, chưa cài nên nhưng mà cái cách mốt thì đơn giản này, như này các bạn sẽ giữ cái nút này trong vòng 7 giây này, giữ nút trong vòng 7 giây. Khi mà có cái đèn xanh xanh xuất hiện này, các bạn thấy có đèn xanh xanh không? Đấy, nghĩa là bây giờ chúng ta đã vào cái cơ chế cài. Chúng ta có thể bấm lên sang những màu xanh khác, đây, tương tự này, tương tự đây, các loại bảng màu xanh đây, bảng màu xanh lá, bảng màu hồng, màu cam đấy, đấy. Xong chuyển sang đây đấy. Nhưng mà phải cài đó, phải cài phần mềm trước thì chúng ta mới làm được, còn không thì nó chưa ấy được, nó vẫn cứ bình thường nữa đấy. Còn khi mà cài rồi đấy, nó có rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng bắn brady này. Brady có nghĩa là khi bóp cỏ ấy, bóp một phát là nó bắn một viên và khi nhả cỏ ra nó cũng lại bắn một viên. Rồi chế độ burst 3 viên, rồi full auto 5 viên, nói chung là nhiều lắm, nhiều cái lắm. Thế là những bạn nào mà yêu công nghệ, thích vọc vạch thì lên YouTube rồi tìm hiểu thì cũng đều có đấy, đều có cái hướng dẫn. Thế nên mình mới nói là cái cây súng này mà 4 custom của Specna Arms này nó có mọi thứ để anh em bây giờ chỉ có việc cài phần mềm để vọc vạch thôi đấy. Còn hãng support đủ thứ rồi, từ băng đạn xịn này, từ cái body, từ cái bộ Gate này, bộ gear này, gearbox này đấy. Rồi cơ chế thay lò xo nhanh, nói chung là anh em không cần phải bổ ra để làm gì nữa, mà chúng ta việc của ta bây giờ bổ gear ra để làm gì nữa, mà việc của chúng ta bây giờ là tìm hiểu độ cái bộ Aster Gate này để sao cho phù hợp với cách bắn của mình. Đấy. Việc mà nháy cò gần ấy, nháy cò nó nhanh hơn rất nhiều hơn cái việc mà anh em mình bóp bạch 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 bạch. Đấy. Ok, mình có một cây súng của EC, mình đã lắp bộ bộ ghét của thằng gì mình quên xứ rồi. Đây, con XM107 mình sẽ thị phạm cho anh em. EC thì nguyên bản của nó gearbox của nó không có Mosfet gate nhá. Thế nên là mình đã độ cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ lắp pin sang và để cho anh em xem. Nó hay cái độ này. Đây. Mình cũng đã thay cho rắc chữ T cho cây EC này. Đấy. Đây nha, cái chế độ bắn Brady này như này này. Đấy. Chế độ bắn Binary, binary đọc tiếng Việt thế vậy. Bóp cò nhá, nhả ra lại bắn viên đạn. Thế là bình quân một lần bóp cò mình đã đi được 2 hành trình. Sao? Rất nhanh đúng không? Đấy. Full auto thì mình vẫn để bắn full auto rồi, nhưng mà cái bắn semi này thì mình lại để bắn paradi như này. Tốc độ nhanh gấp đôi, gần như gấp đôi so với cây súng bình thường. Và đặc biệt nữa là mình cứ bắn như vậy cũng không sợ bị cháy cái lá đồng. Đấy. Bởi vì bây giờ nó sử dụng cơ chế cò từ rồi. Đấy. Nôm na là như vậy. Còn ngoài ra nó có rất nhiều cách mốt khác. Nếu như mà cây này nó có như nào là mốt thêm chế độ bắn 3 viên, nghĩa là bóp cò phát bắn 3 viên rồi thôi. Bóp cò bắn có thể bắn được 5 viên rồi, hoặc là có thể khóa chế độ súng chỉ có cho bắn semi thôi. Ví dụ như một vài cái luật chơi về sân Shikobe chẳng hạn thì họ chỉ có chơi semi thôi, thì con này nó có nhiều chức năng như vậy thì anh em có thể tự mốt, tự tìm hiểu, tự mốt để dành cho các bạn mà yêu khoa học một tí. Chứ còn nếu mà những người mà mới tìm hiểu về airsoft hoặc là những người mà không mày mò ấy, thì chắc cũng khó chơi được. Rồi đó là gì mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về cây Specna M4 Custom. Nhìn chung thì đây là một cây súng mà mình thấy rất hời với cái giá tiền của nó, trừ các bạn mà đòi hỏi về marking thì nó là của marking của Specna Arms, chứ nó không phải của Khâu hay là của HK416 vậy vậy. Nhưng mà đồ đạc mọi thứ bên trong khá là ngon để anh em chơi. Và đặc biệt là bộ Aster Gate này, anh em mua về và độ đeo lên chơi rất là tuyệt vời. Các clip hướng dẫn thì nó cũng có ở trên YouTube hết rồi, anh em cứ lên đấy tìm hiểu rồi là sẽ có thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.